Hôm nay chúng ta học vũ điệu tango. Trong nhạc tango, bộ ô nhịp có 4 phách, cách đếm như sau. Còn chú ý: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Giờ các bạn làm lại. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sau đây các bạn nghe và xem vỗ tay trên tông mẫu. Nhạc bắt đầu. Nhạc bắt đầu. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Thôi. Hôm nay chúng ta tập bước cơ bản tango gồm 12 bước. Và mỗi bước chúng ta đi vào một phách. Nam dòng chân trái đầu tiên, nữ dòng chân phải đầu tiên. Bắt đầu. Bước nam gồm 12 bước. Bước thứ nhất, chân trái lôi xuống. Bước thứ hai, chân phải chụp ngang chân trái. Bước thứ ba, chân phải đạp ngang qua bên phải. Bước thứ tư, chân trái kéo chụp ngang chân phải. Bước thứ năm, chân trái bước lên trên. Bước thứ sáu, chân phải bước lên trên. Bước thứ bảy, chân trái bước lên trên. Bước thứ tám, chân phải chụp ngang chân trái. Bước thứ 9, chân phải đạp ngang qua phải. Bước thứ 10, chân trái chụp ngang chân phải. Bước thứ 11, chân trái lùi ra sau. Bước thứ 12, chân phải lùi ra sau. Sau đây chúng ta đi lặp lại 12 bước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Thôi, cứ như vậy chúng ta đi tiếp tục. Đó là chu kỳ bước cơ bản tango tiến và lùi. Để đơn giản trong khi nhảy, chúng ta đếm như sau. Chuẩn bị, bắt đầu. 1, chụp, 2, chụp, 3, 4, 1, chụp, 2, chụp, 3, 4, 1, chụp, 2, chụp, 3, 4, 1, chụp, 2, chụp, 3, thôi. Sau đây ta học bước nữ. Bước nữ đối diện với bước nam gồm 12 bước tiến và lui. Bước thứ nhất, chân phải tiến tới. Bước thứ hai, chân trái tiến chụp ngang chân phải. Bước thứ ba, chân trái tạt ngang qua trái. Bước thứ tư, chân phải chụp ngang chân trái. Bước thứ năm, chân phải lùi ra sau. Bước thứ sáu, chân trái lùi ra sau. Bước thứ bảy, chân phải lùi ra sau. Bước thứ tám, chân trái chụp ngang chân phải. Bước thứ chín, chân trái đạp ngang qua bên trái. Bước thứ mười, chân phải chụp ngang chân trái. Bước thứ 11, chân phải bước tới. Bước thứ 12, chân trái bước tới. Sau đây, nữ bước đều 12 bước. Cơ bản tiến và lui. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cứ như vậy chúng ta đi tiến và lui chu kỳ tổng cộng 12 bước cơ bản tango. Để đơn giản khi nhảy, cách đếm như sau. Bắt đầu. 1, chụp, 2, chụp, 3, 4, 1, chụp, 2, chụp, 3, 4, 1, chụp, 2, chụp, 3, 4. Sau đây chúng ta xem mỗi bước nam, mỗi bước nữ. Bắt đầu. 1,
chụp, 2 chụp, 3 4 1 chụp, 2 chụp, 3 4 1 chụp, 2 chụp, 3 4 1 chụp, 2 chụp, 3 hết. Sau đây ráp bước cơ bản tango với tiết tấu. Một chụm, hai chụm, ba bốn. 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 Một chụm, hai kết.